anh ơi, nếu mà cho hỏi đường này có phải đường đi Phú Ninh không anh? Vâng. À đây Phú Ninh rồi, thị trấn Phú Ninh ạ. Đi đường này phải không ạ? Rồi, cảm ơn anh nhé. Bác ơi, đây có phải là thị trấn Phú Ninh không ạ? Em đang đi ngược 2 cây. 2 cây nữa, cảm ơn bác. Oh.
đấy.